Xin chào mọi người và nhất là các anh chị tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Đây là video clip em sẽ chia sẻ về cái vận hạn 6 tháng cuối năm của năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi của các anh chị. Một trong những cái tuổi mà năm vừa rồi là bị trực thái tuế, gặp rất là nhiều khó khăn ha. Gọi là đúng kiểu của hạn 49 tuổi, dọc te tua, không có cái thời gian nghỉ ngơi. Bước qua năm nay thì mọi chuyện nó tươi sáng hơn một chút. Tuy nhiên là cái hậu quả của cái năm Canh Tý, năm Kỷ Hợi nó để lại quá lớn. Cho nên là rồi là năm Canh Tý thì là năm một cái năm thiên vận quá xấu. Mà thiên vận xấu thì bây giờ có sao mạng có tốt hơn gì nữa thì các anh các chị cũng sẽ không có thể nào mà một năm có thể vật lại tất cả mọi điều. Điển hình là từ 6 tháng đầu năm, người Tân Hợi không có cái cơ hội để mà gọi là gì khắc phục cái hậu quả mà của năm xui rủi của cái năm trực thái tuế năm 49 tuổi của mình gây ra. Thì bây giờ thì em chỉ làm cái phần vận hạn 6 tháng cuối năm đối với tuổi của các anh các chị để ráp vào xem coi thử là những tháng còn lại của cái năm Canh Tý năm 2020 này các anh các chị sẽ ra sao, tốt đẹp hay lại tiếp tục là thất bại. Thì để mà có được những cái đó, cái chi tiết thì chúng ta phải tổng hợp lại cái phần tử vi của năm nay đối với tuổi của các anh các chị. Thì đầu tiên hết thì các anh các chị là người mệnh kim, thoa sinh kim mặt vàng trang sức, thì gặp một năm thổ như năm Canh Tý là được tương sinh về bổn mệnh, chủ tốt về tất cả mọi việc đều thuận lợi cho bổn mạng và sức khỏe, không có nặng nề giống như năm 49 tuổi. Dù rằng năm 50 mình thêm một tuổi nữa nhưng mà nó lại ít nguyên nan, ít cái sự khó khăn ha. Rồi là nam mạng thì có sao Thái Dương, một trong những cái phúc tinh bậc nhất của nam mạng. Tuy nhiên là Thái Dương thì nó là mang hành hỏa, mà hỏa cực mạnh. Người mình là mình xoa chiến kim, người mệnh kim mà gặp cái sao Thái Dương này nó quá lớn, quá mạnh. Đôi khi nó cũng coi như giống như là sức mình chỉ có làm được một, mà cái công việc nó tới 10 thì là mình sẽ bị đuổi. Tốt nhưng mà tốt quá này nó cũng không ra lắm đối với người mệnh kim. Vốn dĩ người Tân Hợi thì lại thích cái sự nhàn nhã hơn là quá nhiều công việc một lúc như thế này, có thể là nghiện ngập. Còn nữ mạng thì sao Thổ Tú, một trong những cái phá tinh đem lại rối rắm và nạn ba. Thì nhưng mà cái sao Thổ Tú này nó mang hành thổ, thì thổ thì lại sinh ra kim, cho nên là phần nào đó cái sự Thổ Tú này nó không quá tác động mạnh nên đối với cái người của các chị. Vận niên thì lại tiếp tục nằm trong một cái chuỗi vận niên xấu, đó là vận niên xà ẩn tỉnh, rắn bị nhốt. Năm nay là đúng là một năm mà cựa đâu cũng thấy coi như là mình đang bị bó buộc nằm ở trong một cái thế. Nhất là các anh nam, dù rằng có cái sao Thái Dương rất là tốt, có cơ hội nhưng mà vẫn cảm thấy là cái năm này mình bị bó buộc, mình không có thoát ra được với cái dòng lẫn quẩn mà từ năm 2019 nó để lại tới bây giờ. Rồi, hạn của năm thì nam là chỉ là hạn toán tập, trở ngại và bất nhẹ. Còn nữ là hạng hình tiền, đề phòng bệnh nặng, đặc biệt là phần dưới của cơ thể. Các chị nhớ cẩn thận ha. Tiên can thì tân canh là bình hòa, thuận thành, không có vấn đề. Có thể nói là công việc của năm nay sẽ không quá gặp rắc rối, biến động lớn. Chứ không phải là tân canh này đồng hàng thiên cả. Ok, chứ không phải là tốt đẹp gì đâu. Triển khai đáng ở một năm ở dưới đáy, bùng một năm lên là tài lộc thanh thông, không có. Điển hình là từ đầu năm tới bây giờ. Tới đây là tháng ngày cuối cùng của tháng 5 rồi thì mọi người cũng thấy là cái năm này nó tốt cũng tốt đẹp gì, đặc biệt là 2 tháng 4 với 2 tháng Tân Tỵ. 2 tháng Tân Tỵ cũng là kim nhưng mà nó Tỵ Hợi thì là lục xung, nó kèm mình cứng ngắc. Qua tháng 5 này còn dễ thở hơn một chút. Tới tháng 6 thì cũng rõ ràng là tốt đẹp. Trong cái vận hạn 6 tháng đầu năm em có làm rồi. Rồi, địa chi Hợi Tý thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Cho nên có thể nói nhìn xét về cái chủ địa chi, xét về công việc, xét về gia đình, tình cảm thì không có
quá biến động lớn, không quá khó khăn ở trong năm này, à, không buồn phiền nhiều cái việc như là cái năm Kỷ Hợi 2019 nữa. À, đó là nhìn về cái vận bài. Bây giờ ráp vào cái vận hạn 6 tháng cuối năm thì tháng 7 âm lịch, 6 tháng cuối năm thì bắt đầu làm từ tháng 7. Tháng 7 âm lịch là tháng Giáp Thân, à, đây là một tháng thủy. Như vậy xét về trụ mạng là thủy, à, kim sinh thủy, à, bản mệnh bị sinh xuất, bổn mạng và sức khỏe không được tốt đẹp cho lắm. À, đó, thấy không? À, khi mà bổn mạng bị sinh xuất như này, bổn mạng sức khỏe sẽ bị suy hao, à, cẩn trọng một chút. Nên nhớ rằng thổ của năm sinh ra kim của mình, nhưng mà kim này bị sinh xuất thì phải cẩn thận ha. Đặc biệt là các anh trai với cái hạn toán tập trở ngại và ba vấp. Rồi thiên can tân canh, á tân giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Đây là một tháng công việc không có cái gì quá chống phá, ê nã. Địa chi thân hại, dần thân tị hại, thân hại thì thuộc nhóm địa chi tương hại, à, cẩn thận gia đạo tình cảm nhiều rủi ro. À, đây là cái địa chi tháng 7. Như vậy thì là tháng, theo Phật giáo là tháng cô hồn, à, dễ có cái chuyện mà không vui sạp sảo trong gia đạo đối với người tân hợi, đặc biệt là nữ mạng với cái sao thổ tú vốn dĩ là đem lại rối rắm và ba. Rồi tiếp tục đó là tháng 8 âm lịch, tháng trung thu. Tháng 8 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020 là một tháng Ất Dậu. Tháng Ất Dậu thì là thủy, như vậy xét về trụ mạng tiếp tục là kim sinh thủy, bổn mạng và sức khỏe bị suy yếu, cẩn trọng một tí xíu. Thiên can thì cực kỳ không tốt đẹp, với chữ tân của tân hợi khắc chữ ất. Đây là thiên can khắc tháng, công việc nhiều rối rắm, cẩn thận suy hao tài lộc, nhất là các chị nữ. Từ năm nay là nếu như mà xét về ấy thì là nam có thái dương tốt đẹp, nữ thì thổ tú đem lại rối rắm và đàn ba. Đó, địa chi hợi dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy thì tháng 8 tốt đẹp hơn về mặt tình cảm gia đạo, nhưng mà lại không tốt đẹp về cái công việc và tài lộc, đặc biệt với người nữ mạng ha. Rồi tiếp tục đó là tháng 9 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, mà tháng 9 là tháng Bính Tuất. Tháng Bính Tuất thì chính xác là tháng thổ. Đây là tháng thổ thứ 3 của cái năm Canh Tý. Mà thổ thì sinh kim. Khi đó là mệnh được tương sinh, bổn mạng và sức khỏe ổn, không vấn đề. Mà ngược thêm được cái nữa là khi bổn mạng được tương sinh, phúc tinh và tài tinh vì thế được hưởng lợi, phát huy cái tác dụng tốt nhất của nó, có thể là sẽ khống chế bớt cái phá và loại tinh ở trong lệnh, đặc biệt là cái của sao chủ của năm, cái phá tinh thổ tú của các chị ha. Rồi thiên can Bính Tân thì không xung không hợp là trạng thái cân áo. Bính Tân là bính hợp tân. Thiên can thuộc ngũ hợp, tốt cho công việc, tài lộc thì hanh thông. Đây là cái tháng bính hợp tân này thì người nam hạng sẽ được lợi rất nhiều khi mà cái sao thái dương nó phát triển mạnh nhất và đem đến tài lộc nhiều cái hanh thông. Nữ mạng cũng sẽ tốt lên, nhưng mà sẽ không tốt nhiều mà ha. Rồi địa chi Tuất hại là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau. Như vậy gia đạo tình cảm tiếp tục cũng giống tháng 8, là một cái gia đạo tình cảm vui vẻ, không có nhiều cái chống sao quá buồn phiền ở trong cái gia đạo. Nhưng cái đó là phần nhiều cho nam thôi, nữ thì vẫn bị sao chủ, sao thổ tú đeo bám, cho nên là cẩn thận hơn ha. Rồi tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng 10 là tháng Đinh Hợi, tháng tuổi của mình đó. Tháng Đinh Hợi thì cũng tiếp tục là tháng thổ. Như vậy là thổ sinh kim. Như vậy tốt ha. Thổ sinh kim, bổn mạng tương sinh, tốt cho sức khỏe và bổn mạng, phúc tinh và tài tinh cũng được hưởng lợi giống như tháng 9. Tuy nhiên địa thiên can thì cực kỳ không có tốt,
Vì sao? Vì chữ đinh của Đinh Hợi nó sẽ khắc chữ tân, gọi là tháng thiên can bị tháng khắc. À, tháng nó khắc thiên can như thế này thì công việc dễ lâm vào bế tắc, cẩn thận nhiều khó khăn, đặc biệt là với nữ mạng. Nam mạng cũng khó tránh khỏi nhưng mà nữ mạng thì xui hơn, vì cái sao thổ tú là rất dễ dính cái chuyện pháp luật thưa kệ ha. Đó, địa chi tháng hợi, mình tuổi hợi gặp tháng hợi là năm sinh tháng tuổi, cẩn thận gia đạo tình cảm có nhiều chuyện không vui. Đối với nam mạng thì đặc biệt đề phòng bạn xấu đâm sau lưng, ném đá vào tay. Đó, còn nữ mạng thì chắc chắn là sẽ phải cẩn thận cái việc tình cảm gia đạo của mình trong tất cả các mối quan hệ ha. Rồi, tiếp tục là tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020 là tháng Mậu Tý, tháng Tý của năm Tý, mà tháng này là tháng Hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh với Hỏa khắc Kim, bổn mạng bị tháng khắc, bổn mạng và sức khỏe suy yếu, đặc biệt là rất dễ gặp tai nạn phạm thân ha. Cẩn thận ở những cái tháng này, mẹ có chạy xước tay chân rồi lắm. Dù rằng mình tổng năm là được sinh nhưng mà lửa đốt cũng không có tốt lành gì đâu. Tại sao mà em nói là các cái tuổi khác là em nói cẩn thận tai nạn phạm thân mà dẫn đến mà nguy hiểm bổn mạng, còn tháng này là không phải? Tại vì tháng tích lịch hỏa này là không có quá nặng nề đối với người thoa sinh kim. Tại sao? Vì người thoa sinh kim là cái vàng trang sức, vàng cần lửa để mà hình thành trang sức, không phải là kim bình thường mà sợ lửa đốt cháy. Già lửa bao nhiêu thì trang sức càng đẹp lóng lánh bấy nhiêu. Cho nên là nếu có gì nữa thì cũng chỉ nhẹ nhàng thôi. Rồi, thiên can Mậu Tân là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên có thể nói là công việc không có gì là quá có sự khó khăn, cũng bình bình. Tại vì tổng năm nó sụt xuống dưới 4, ví dụ như dưới trung bình thì mình bình bình chứ mình không có tọt luôn xuống dưới 1-2 ha. Rồi, địa chi Tý Hợi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy thì tháng 11 êm đẹp hơn, tốt đẹp hơn về mặt gia đạo tình cảm. Cả Tý lẫn Hợi thì đều thuộc thủy, cho nên là có thể là sẽ gặp bạn xa, gặp lại người cũ, gặp lại bạn bè, có quý nhân giúp đỡ trong cái công việc nếu lâm vào bế tắc khó khăn. Đó. Rồi, tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020 chính là tháng Kỷ Sửu. Mà tháng Kỷ Sửu thì tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy hỏa cũng tiếp tục khắc kim, bổn mạng khắc tháng. Tháng là tháng khắc bổn mạng. Bổn mạng sức khỏe cẩn trọng một tí xíu, đề phòng những cái tai nạn phạm thân. Tháng này là một tháng lạnh, mà heo thì thường sợ lạnh lắm. Nhớ hết cẩn thận sức khỏe bổn mạng của mình. Thiên can Kỷ Tân không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy là công việc của tháng 12 nó sẽ ra đần hơn nhiều, không có vấn đề gì cả. Kỷ thì là thuộc thổ, Tân thì kim, như vậy là nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh. Có thể có tài lộc nhưng mà không quá lớn, đừng có mong cầu. Địa chi Sửu Hợi tự chủ bình hòa, không có hình hại cũng không có xung khắc nhau. Như vậy tháng 12 là tháng tốt đẹp về gia đạo tình cảm, không có vấn đề gì nhiều. Như vậy tháng Tết mà có được cái sự vui vẻ ở trong gia đạo tình cảm, tổng của một cái năm như thế này thì là một năm khá là ok. Như vậy thì nhìn chung ở trong 6 tháng cuối năm cũng có một vài tháng đặc biệt không tốt đẹp đối với người Tân Hợi, cả nam lẫn nữ mạng, đó là tháng Đinh Hợi. Tháng tuổi, tháng có nhiều xung khắc cả về công việc lẫn cái tình cảm trong gia đạo. Cho nên là các anh các chị hãy nên nhớ rằng mình dù đã vượt qua cái năm mà gọi là đại hạn 49 tuổi, nhưng không phải đây là một năm nên cương bằng tất cả những gì mình có, mà phải biết nhu lại ở những cái thời điểm nào thích hợp. Hy vọng rằng những cái thông tin em vừa tổng hợp và chia sẻ đến các anh chị sẽ là một cái hành trang nhỏ giúp các anh chị biết cương, biết nhu
biết như thế nào đó để mà vượt qua một năm Canh Tý với thiên vận quá xấu để có được chút thành công ở trong cái năm Tân Sửu sắp đến. Năm Tân Sửu thì rất là nhiều thuận lợi đối với người Tân Hợi, chứ còn mà năm Canh Tý này thì vẫn chưa gì đâu. Mình rớt xuống hố thì mình phải bò lên cho nó khô người mình mới tăng tốc mình chạy được, chứ mình vừa rớt xuống hố người còn ướt mà là tăng tốc chạy sẽ té nữa. Hy vọng rằng các anh chị sẽ ứng dụng được cái phần chia sẻ của em vào cuộc sống để có được những cái gọi là thành công bước đầu ở trong cái đoạn đường phía trước. Mọi người nếu xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Tân Hợi khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống cũng như là Phong Thủy và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui vẻ gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.